Yên tệ không có đi xa. Nãy đứng dậy con chơi con. Đừng, người ta đang bận, khỏi kêu. Người ta đang bận. Đẹp không? Ba quay gì vậy? Ba làm gì vậy? Ba quay phim hả? Ba quay video. Yeah. Từ nãy nhảy cho ba. Nãy làm cái gì vậy con? Nhìn ba nè. Nhìn ba cái coi. Ba con nhảy cho ba coi nha. Nhảy gì con? Nhảy cái này là kia ra coi, nhảy trong đường cô giáo dạy con. Rồi nhảy cho ba nghe coi coi. That's just like that and đi xa xa cho ba mới quay được con. And this is like this. Cái chuyện túng em, đứng xa xa ra. I know. And one more thing is this. Trẻ con hả? Đa chân rồi đứng dậy đi con. Con đứng gần quá ba không có quay được. Sao? Chứ con bị gì? Ba đứa đứng vô ba chụp hình cái coi. Ba đứng gần vô. Giờ ba kêu ba đứa đứng gần vô ba chụp hình được không? Từ nãy đứng vô chị hai con. Come on, đứng vô. Đứng vô chị ba, chị hai. Ba đứa, chị hai nắm cặp kè ba hai đứa coi. Nói không có nghe ta. Đứng vô cho ba chụp hình nè. Rồi nhìn lên ba nè. Nhìn lên ba, ba đứa nhìn lên ba chụp hình. Đừng đàng hoàng coi. Nhìn ba nè. Nhìn máy ba nè. Nhìn ở đây nè. Nhìn ở đâu đó không à. Cái con này.